về đến Việt Nam cho con uống. Vũ chưa ngán làm sao con ngán được. Uống đi. Thôi được, hôm nay Vũ tập tốt, con sẽ uống hết ly sữa này. Coi như là thưởng công cho Vũ nha. Trời ơi, ngày nào nó uống nó cũng nói thưởng công cho tôi. Ôi giời, mệt quá. Uống đi con. Ê, ôi giời lại mẹ, sao đây? Sữa mặn quá. Sữa mặn, mặn là mặn thế nào hả con? Con, Vũ biết ngay là con thích uống ngọt. Đã cho hai uống được rồi thì làm sao mà mặn được. Uống đi. Uống đi cho Vũ làm thế nào. Không đi Vũ uống thử coi. Lúc nào Vũ chả thử. Uống dưa mặn cho nó giảm cân, uống đi cho chúng còn làm việc khác nhá. Ôi trời ơi. Vũ ơi Vũ. Dạ. Vũ ơi. Dạ. Vũ có thấy cái áo thun của tôi đâu không? Ở đây bạn đầy nét, không ơi, chả có áo sống nào hết. Trời, tôi hỏi áo thun thì trả lời áo thun, trả lời giày dép gì? Áo thun của cậu như thế nào? Cái màu đỏ đó. Màu đỏ hả? Ừ, có cái áo thun màu đỏ, sao nữa? Trên áo thun có chữ ô nè vì đã thấy chưa? Ô nè vì ra cái tay cho con. O L D Navi, đúng cái áo O L D Navi không? Đúng rồi. O L D Navi thì còn nói lại là O L D Navi thì bày gặp nói tiếng Tây. Thằng Vũ nó đang mặc của cậu đó. Trời ơi, sao áo của tôi lấy cho Long Vũ mặc vậy? Em ơi. Dạ. Em ra gói cái áo lại cho anh mang đi bay đây. Trời ơi, được. Bố mẹ làm sinh viên thì con đang mặc hip hop chứ đâu phải lấy lộn. Trời ơi Vũ, con nói với Vũ nhiều lần rồi là Vũ đừng có lấy lộn áo của ảnh cho Vũ mặc nữa. Đó là lý do tại sao mà con toàn là phải tự xếp đồ cho ảnh với nhỏ là vậy đó. Cái tủ bên phải là của ảnh mà cái tủ bên trái là của Vũ. Vũ nhớ chưa? Giờ thì nhớ, mai không đảm bảo nha. Thế tình. Vũ có mẹ uống sữa ngoan nha, mẹ thương nha. Ủa đi con, có sữa mặn lắm. Lại mặn. Vũ lại bỏ lộn sữa vô đường phải không? Đường với xe muối vô phải không? Yes. Tại tại thích rồi đó. Vũ đi vô vô pha lại giùm con đi nha. Vũ vô vô pha lại giùm con đi. Yes. Này này cô ơi cô ơi. Sao? Sao? Còn tính làm sao nữa? Tôi uống ha. Trời ơi, ngày thật nhỏ uống 3 ly mới kêu ngán. Mình 4 ly mình đã thấy ngán đâu. Chả ngán. À, hôm nay là đẹp quá. Cảm ơn con. Hôm nay phải đưa con đi học phải không? Hôm nay mẹ phải đi bay rồi, mẹ đâu có đưa Vũ đi học được đâu. Thế còn bố? Bố cũng đi bay nữa. Mẹ nói cho Vũ nghe nha, bây giờ mẹ với bố phải đi bay, Vũ sẽ đưa con đi học nhé. Không, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt hả? Ngày gì vậy ta? Mùng 8 tháng 3. Đúng rồi, mùng 8 tháng 3 thì sao ta? Con có một món quà tặng mẹ. Trường con hôm nay tổ chức văn nghệ. Con xung phong lên đọc một bài thơ mà mẹ tặng con đó. Ừ, mẹ nhớ rồi. Mẹ nói cho Vũ nghe cái này nha. Bây giờ đó, Vũ lên trường đi. Vũ cứ tưởng tượng nha, là Vũ đang đứng ở trên cái bục cao thì cao đằng kia kìa. Xong rồi Vũ bọc bài thơ to thì to lên. Mẹ đó, mẹ bay cao thiệt là cao. Cái mẹ sẽ nghe. Có nghe được không ta? Ok, bây giờ cứ tưởng tượng đi là mẹ sẽ nghe được bài thơ Vũ đọc cho mẹ, được không? Không. Đi mà. Bố cũng nghe nữa nè. Tên 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 tè. Thích không? Thích. Hả? Thích thì đi học với Vũ nha. Không. Được không? Sao? Đi học với Vũ đi mà. Nha, nha. Không, không. Vậy cứ có lấy đồ chơi không? Có. Lấy đồ chơi rồi thì phải đi học với Vũ nha con nha. Cảm ơn Cương nha. Không, đồ chơi thì con thích chứ con lại thích mẹ hơn. Bố cũng thích mẹ hơn mà. Đi vô đi con. Trời, mệt quá, em ngồi bên đây đi. Anh ăn sáng chưa?
anh ăn rồi. Sáng nay anh nấu phải không? Ừ, sao biết vậy? Trời ơi, ngon lắm. Nhiều cái là biết liền, ngon mới là ngon luôn vậy. Được không? Cảm ơn bà xã nha. Trách nhiệm của em mà. Biết là như vậy, biết là bà xã rất là cực, công việc rất là nhiều, nhưng mà lúc nào cũng dành một cái thời gian gì đó lo cho chồng cho con. Vậy là cảm ơn Kiếm, đúng không? Cái túi ở trong đó em chuẩn bị cho anh rồi. Rồi, em thấy không? Cái túi mặt đúng không? Anh ơi, ngày hôm qua có người nói với em là thèm ăn cá kho tổ đúng không? Ừ, tại sao? Chiều nay nè, em đặt ở tiệm cá rồi, người ta sẽ dành cá ngon cho mình. Em đi bay về đó, xong rồi em sẽ nấu cá kho tổ cho anh ăn nhá. Đã quá vậy ta. Cậu không biết hả? Đi bay 4 chặng kìa. Trời, bay 4 chặng mà giờ thì sao vợ ở đây chúng mà bay không nổi luôn. Mà đi vô. À em ơi. Dạ. Tí em về, anh không về nhà, anh đi thẳng lên trên ngân hàng luôn. Chi vậy? Anh đóng mấy cái tiền điện, tiền nước gì mà hôm nay người ta gửi bill quá trời, chưa đóng được. Thôi khỏi cần, không, em đã đăng ký cái dịch vụ đó rồi, người ta sẽ trừ thẳng vô lương mình hàng tháng. Bây giờ vợ chồng mình khỏi cần phải đi đóng nữa. Vậy hả? Vậy đỡ quá hả? Dạ. Vậy thì anh về cái đi thẳng lên trên lầu thượng luôn ha. Chi vậy? Anh sửa cái anten. Mấy nay tivi mình mờ quá, toàn có phim không? Anten đó hả? Em sửa luôn. Trời, giỏi vậy ta. Trời, tiền ngân hàng cũng đóng luôn rồi. Ăn tem cũng sửa luôn rồi. Vậy chứ ông xã làm gì? Ông xã sửa ống nước. Ông đó, có em sửa luôn rồi. Ông xã đóng nước, ông xã đâu có hư đâu mà sửa. Khó. Nói chơi chứ, vợ của ông xã giống như là có một người đàn ông trong cái hình hài của người phụ nữ vậy đó. Thì em à. Nói chơi chứ, bà xã rất là dễ thương, rất là dịu dàng nha. Thôi ngồi đây, anh vô anh chuẩn bị đồ rồi xong anh đưa đi làm nha. Dạ. Alo. Dạ, chị Năm hả? Ngày hôm nay có cá ngon không chị? Dạ, cá bông lau á. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, dạ chiều chị mang lên giùm em nha. Cảm ơn chị, dạ. Alo, em ơi, chiều em mang giùm chị một bình ga xám lên chỗ tòa nhà tổng công ty hàng không Việt Nam phía Nam được không? Đúng rồi, lầu 6 á. Đúng rồi. Chiều em hẳn mang nha, tại vì buổi sáng mọi người đi coi cái cuộc thi phụ nữ hàng không sự nghiệp và cuộc sống hết trơn rồi, không ai ở nhà để lãnh đâu nha. Cảm ơn em nha. Vũ ơi. Thôi. Con để sẵn ở đây nha. Tức chiều mang đồ tới người ta giao thì chú trả tiền cho người ta giùm con nha chú. Không nhớ đâu, muốn tiền của Nghi Thành bắt bán thì. Dạ, con đi rồi. Khi rõ ràng ra thì tôi chuyển thức giả. Đi đi nè, nhà con ngoan nha. Đi học với chú nha. Nào, đi học. Đi nè, trời cái gì mà đứng không nổi vậy. Bố mẹ hết thương con rồi, hết thương con rồi. Bố mẹ thương chứ. Đi nha con, đừng có giận bố mẹ nha. Tôi còn muốn giận ở đó mà nói nó không giận. Trời. Em. Dạ. Bạn thấy tội tội con rồi đấy. Em cũng thấy vậy nữa. Chính vì vậy mà ngày hôm qua đó, em đã lên phòng kế hoạch điều độ để xin đổi chuyến bay. Họ trả lời là khó lắm anh ơi. Biết là sao được đây.